Đây anh em, Trần Anh vừa về nộ mẫu Nubira đẹp cho anh em nè. Anh em là yêu cái đẹp alo cho Trần Anh nha. Xe này một chủ từ đầu hồ sơ mới quyền, mới quyền tập 1 à. Biểu tượng Daegu nè, 61B3707. Anh em à, cảm biến dê phía sau chủ nhà lên. Anh chị nước sơn đẹp không? Cục máy Trần Anh dọn lên mới tinh, mới như xe mới. Có cỏ thôi, có mấy chục triệu quay đầu anh em, che nắng che mưa. Máy móc bên Trần Anh bao đi đường dài. Máy được cái máy tốt anh chị nha. Máy cực kỳ là tốt. Chủ nhà tắm qua nước sơn mới tinh rồi anh em. Anh em có đời 2 lần 2 cái vòng về của em nó Nubira là không có dấu hiệu mục mọt. Mẫu là Nubira 2F nha. 4 loại vỏ đâu đó còn được 70%. Đăng kiểm tháng 12 năm 2023. Mẫu này đăng kiểm 6 tháng một lần. Anh em mới có bằng lái lấy mẫu Nubira này về chạy. Hai cụm đèn chủ nhà thay mới tinh, được cái máy móc ngon. Chủ nhà cũng bảo dưỡng đầy đủ các tính năng rồi, nhớt mới nè, thay rô tin nè, thay cao su nè. Form dáng Nubira nè. Đó anh em thấy đẹp không? Đây anh em, cụm đèn là thay mới keng à. Mẫu này về anh em không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Mua về là anh em cô bác chỉ việc sử dụng thôi. Anh em trải nghiệm vô phần nội thất phía sau nè, đẹp lắm. Nè anh em thấy không? Đó. Từng cái ghế mà chủ nhà bọc lên như thế này rất là hay, rất là mới anh chị nha. Tapi bọc hết toàn bộ nè, gân guốc là đẹp nè. Anh chị nè, tapi cửa là khá là ok. Mấy mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng thì keo chỉ thì nói chung là nó rụng. Đây là nó bị rụng keo chỉ chứ không phải là cứng lỗi đâu. Đây anh em. Nội thất ở trong là bao đẹp cho anh em lấy về anh em chỉ việc chạy thôi chứ ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Trang bị màn hình đầy đủ tính năng, trợ lực em là nhẹ tưng nè anh chị. Và đây là hệ thống báo cửa của đồng hồ đây. Bản đủ nha, 2F nha. Đây anh em, cảm biến dê, tắp lô, tắp bi liền lẹt, không có dấu hiệu khoan đục chém đục đâu. Chủ nhà lên loa súp nè. Anh chị trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang máy nè. Máy móc đẹp, sạch sẽ. Dễ sạch sẽ không? Nói chung mấy cái mẫu cỏ thì anh phải mua đẹp thì anh phải mua, còn xấu em không mua. Xấu mua về giòn, mệt lắm. Nói chung chú này chú lớn tuổi rồi, chú đang sở hữu luôn. Trần Anh thấy đẹp quá Trần Anh mua. Đó anh em nào thích xe cỏ thì alo cho Trần Anh ô tô. Nè anh chị thấy cục máy đẹp không? Cục máy sáng trưng từ cái phần vô chống nóng này. Ok. Giờ mình xài toàn bộ IC. Xe không có tí độ hơi nha anh em nha. Đây anh em. Xe không hề có một tí độ hơi nha anh em. Sạch sẽ khô ráo cho anh em. Mấy cái này chạy thời gian 5 tháng máy móc canh chỉnh làm bình thường thôi. Máy độ êm ru, hệ thống boe, cảm biến gió, hai bên kèo cột, dầu trợ lực theo xe hết. Và lên xương đầu của em nó là không có đâm van. Mẫu này em bán 60 triệu, anh em mua cho anh bớt cho 5 triệu. Kiếm mấy triệu cho lên đường luôn. Keo chỉ trên cánh, trên nắp capo nguyên bản hết. Trên nắp capo toàn bộ là chất xăng rin. Anh chị nè, xe không có tí đâm van lỗi lầm trên chiếc xe nha anh em nha. Đó, hàng sạch sẽ cho anh em. Em thì xài toàn bộ hệ thống bếp full nha anh em. Toàn bộ là hệ thống bếp full hết toàn bộ. Hai bên kèo cột và không có đâm va lỗi lầm. Nó sạch sẽ không? Một bản chi dẫn còn trì, nước giải nhiệt đầy đủ các tính năng rồi. Trang bị bình 65A. Máy số thì anh dọn đẹp hết cho anh em rồi. Đó, anh em lấy về anh em chỉ việc cô bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, sạch sẽ không? Anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp sau rồi. Cốp sau của em Nubira nè. Hai cục đèn phía sau khá là mới. Đây là phần cốp sau. Đây anh chị. Nè, cốp sau của cổ là keo rin hết rồi. Anh chị thấy không? Đây anh em. Phần cốp sau nè. Chủ nhà dán cái cách âm
cách âm cốp. Anh chị nè, xốp theo xe nó còn nguyên bản như thế này. Máy làm trợ lực đầy đủ nha anh em nha. Anh em coi phần gầm nè. Đây anh em. Gầm bề khá đi. Đó, gầm bề đẹp không? Không có một tí gọi là một bọt dưới gầm nha anh em nha. Đó, che nắng che mưa mỏng này thôi. Quan tâm mẫu Nubira 2S thì alo cho Trần Anh Auto nha. Trần Anh khép lại chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.